Hôm nay đến nhà Khánh Bình để thấy một cái máy tiếng Anh gọi đọc là Kangen Water, mà tiếng Việt đọc là Kangen Water. Kangen. Kangen Water. Nói chung là cái tiếng cái này cái là máy của Nhật sản xuất. Nó có nhiều chức năng, trên cái màn hình nó có mấy chức năng Khánh Bình? Sáu chức năng đúng không? Đúng rồi, 6 chức năng.